Chào mừng anh chị và các bạn cùng quý nhà đầu tư cá nhân đến với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh. Biển Xanh là kênh chuyên cung cấp và review những sản phẩm bất động sản sạch, giá rẻ, pháp lý rõ ràng tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, nằm ở vùng ven phía tây bắc của thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi nội dung trên kênh. Nếu không nhận được trả lời, xin quý anh chị hãy để lại nội dung tin nhắn hoặc qua Zalo số điện thoại 037 730 4018. Biển Xanh sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất. Quý anh chị hãy nhấn vào nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để theo dõi nhiều video hữu ích quý anh chị nhé. Chúc anh chị và các bạn ngày mới nhiều năng lượng, bình an và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và hiện tại Biển Xanh đang ở đây chính là công viên thời gian của khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh, nơi có 7 kỳ quan thế giới, tọa lạc ngay tại mặt tiền đường tỉnh Lộ 9 thuộc xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Quang cảnh trước màn hình ống kính camera của anh chị mình nhìn thấy đó là công viên thời gian. Khu vực này nhà cửa cũng đã xây rất là nhiều anh chị nhé. Đường nhựa rộng 7m, là mỗi bên là 2,5m chạy thông, nằm ở cái khu vực rất là đông đúc dân sinh nhà cửa. Và vị trí bất động sản ngày hôm nay Biển Xanh muốn chia sẻ đến quý anh chị quý nhà đầu tư là một lô góc view công viên hướng đông bắc quý anh chị nhé. Và vị trí chính xác của lô đất là từ cái xà cừ này mình đo sang là 8m, chạy sâu xuống dưới là 19m. Tổng diện tích trên sổ là 152m2, hướng đông bắc view công viên. Và cái vị trí này nó ngay bên cạnh chính là công viên thời gian, hướng đông nữa cho nên khá là mát. Quý anh chị mình xây nhà để ở thì nắng vào buổi sáng và mát vào buổi chiều. Một vị trí hướng nhà cũng rất là đẹp quý anh chị nhé. Ngang 8, dài là 19, tổng là 152m2. Nó ngay cạnh công viên thời gian, là một lô góc công viên với mặt tiền hướng bắc quay ra công viên. Khi mà xây nhà thì quý anh chị mình có thể mở cửa sổ rất là mát. Và cái lô ngày hôm nay của chúng ta có giá là 2 tỷ 020 triệu, giá rẻ quý anh chị nhé. Do là mùa dịch cho nên chủ đất bán mà hạ giá với giá chỉ có 2 tỷ 020 triệu, là bao thuế phí công chứng sang tên. Và bây giờ thì Biển Xanh sẽ chạy một vòng từ vị trí lô đất để chúng ta tham quan vị trí này nó như thế nào. Đường thông thoáng sạch sẽ quý anh chị nhé, đường nhựa, điện nước là có sẵn, và trong khu này quý anh chị mình sử dụng là nước máy. Từ đây quý anh chị mình chạy về tới trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà chỉ 35 km mà thôi. Xung quanh đây thì cũng đã có vô cùng là nhiều các tiện ích phục vụ đời sống con người, như là chợ, trường, bệnh viện, bách hóa xanh, điện máy xanh. Với cái diện tích ngày hôm nay Biển Xanh cung cấp ngang 8, dài 19, quý anh chị mình có thể xây nhà vườn, nghỉ dưỡng cuối tuần hoặc an cư lập nghiệp cực kỳ là đẹp, hoặc là có thể mua để đầu tư cũng rất là tuyệt vời. Và đây chính là quỹ đất để xây chợ, trung tâm thương mại của dự án để ra sẵn rồi quý anh chị nhé. Chạy thẳng về phía trước thì chúng ta sẽ đi ra cổng chính, và đây chính là con đường trục chính TC3. Quý anh chị và các bạn quan tâm đến vị trí bất động sản ngày hôm nay thì hãy nhấc máy kết bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp cho Biển Xanh qua số hotline quen thuộc 037 730 4018. Biển Xanh sẽ dẫn quý anh chị xem đất và tư vấn nhiệt tình. Kính chúc quý anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, bình an và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để theo dõi nhiều video hữu ích quý anh chị nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị ở trong những video lần sau.